Bạn hỏi là tim trưởng thành phổi thì bé sẽ đạt khoảng bao nhiêu ngày? À, thông thường đó là khi mà sau khi mà chúng ta tiêm hỗ trợ phổi hay trưởng thành phổi thì bé sẽ đạp ít trong vòng khoảng từ 3 đến 5 ngày à, do đó thì chúng ta không cần phải quá lo lắng. Và cái giai thoại tin đồn trên không gian mạng rằng là khi tiêm hỗ trợ phổi là cho bé chậm cân thì hoàn toàn không chính xác à, do đó là việc tiêm trưởng thành phổi hỗ trợ cho cái việc mà hô hấp của bé sau sanh nó rất là hữu ích. Do đó là các bạn nào mà đã có từng mà sanh non á thì các bạn sẽ cảm nhận điều bác sĩ Nhật nói rất là rõ ràng, và chúng ta có tim trở thành phổi thì sau đó thì cái việc nuôi sống của bé rất là cao.